bắt đầu. Và sau đây là một cái tác phẩm đầu tay là do một cái thành viên mới của gia đình sáng tác, dù còn rất là nhỏ nhưng mà đã có những cái ước mơ rất là lớn. Ước mơ đó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nghe qua nhạc phẩm Tôi Muốn Là, do em Lan Ngọc tự sáng tác và tự trình diễn. Về nơi xa anh tôi sẽ thấy mặt trời để tôi được sao.